chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Du lịch 24/7 được phát sóng định kỳ vào lúc 20:50 thứ Bảy hàng tuần trên sóng truyền hình BRT. Những tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn, áp lực lạm phát cao, nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng. Trong bối cảnh ấy, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tổ chức nhiều sự kiện, kết hợp quảng bá tốt hình ảnh nên đã kích thích nhu cầu du lịch giải trí của nhân dân và du khách. Nhờ vậy, ngành du lịch tăng trưởng khá, trở thành động lực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, hiện toàn ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang cùng nhau tìm giải pháp để thu hút khách du lịch dịp cuối năm cũng như những năm tiếp theo. Trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày và cuối tuần, các khu điểm du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh luôn đạt công suất khai thác dịch vụ tốt, khách gia đình nhóm nhỏ nhiều, nghỉ dưỡng dài ngày và có xu hướng chi tiêu dịch vụ trọn gói tại nơi lưu trú, giúp tăng nguồn thu cho du lịch. Bà Rịa Vũng Tàu đang có sự tăng trưởng ổn định cả về du lịch quốc tế và nội địa. 7 tháng đầu năm, Bà Rịa Vũng Tàu đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt 2,5 triệu lượt, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú tăng cao với 136.613 lượt, tăng 56% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.829 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch 3.063 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành 163 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Thực tế, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xây dựng được sản phẩm du lịch biển mang bản sắc riêng, tạo nên tính khác biệt, đồng thời cũng là sản phẩm du lịch hỗ trợ bổ sung đối với các địa phương trong vùng, khu vực. Nhưng vẫn phải nhìn nhận một cách thực tế nhất, du lịch vẫn ở thế bị động trong việc triển khai các sản phẩm mới, cơ sở hạ tầng chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Nhận thức được những thách thức và cũng để đón đầu những cơ hội đưa ngành du lịch phát triển xứng tầm và bền vững, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan, các địa phương đã có những kế hoạch ngắn hạn và trung hạn. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch trên để cùng chia sẻ hiến kế, để từng bước tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn, đưa ngành kinh tế không khói này phát triển. Trong đó, Hiệp hội Du lịch với vai trò là đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp cũng đã có những cách làm hay, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, cùng chung tay làm mới những sản phẩm đã cũ, đồng thời tạo ra những sản phẩm mới. Vừa qua, tại hội nghị sơ kết hoạt động du lịch những tháng đầu năm, đại diện các doanh nghiệp du lịch đóng chân trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất phương hướng phát triển du lịch tỉnh nhà xứng tầm với lợi thế của địa phương. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, từ tháng 9, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bước vào mùa thấp điểm. Đây là khoảng thời gian tập trung cho công tác tiếp thị sản phẩm và dự kiến từ cuối tháng 8, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tham gia đoàn xúc tiến du lịch của tỉnh đến Hàn Quốc, tham gia quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, vận động doanh nghiệp tung ra các gói kích cầu cho mùa du lịch cuối năm, tăng cường liên kết doanh nghiệp hội viên, nắm bắt tổng hợp và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp du lịch, mở hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giao tiếp, lễ tân, buồng và khách sạn. Các hội viên cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm tăng cường trao đổi kết nối bổ sung lẫn nhau để tăng thêm tính đa dạng hấp dẫn về sản phẩm, dịch vụ cho ngành du lịch, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, giới thiệu mạnh mẽ hơn nữa điểm đến Bà Rịa Vũng Tàu, an toàn, thân thiện, chất lượng đến các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Ở Vũng Tàu mình có rất là nhiều những cái điểm đến, tuy nhiên là để mà target vào cái vấn đề mà khách hàng các thứ tới với mình thì như em nói là nó sẽ cần phải tài chính rất là nhiều, và trong khi đó thì tài chính là đâu ra để chúng ta có thể mà kết nối vấn đề đó. Thì em nghĩ là mỗi một cái thế hệ trẻ của chúng em mà đi lên thì chúng em sẽ có một cái cách nhìn khách quan hơn để mà làm sao đầu tư và thu hồi vốn nó nhanh hơn trong cái vấn đề gọi là du lịch. Thì giống như là ở Châu Đức tụi em cũng có làm một cái làng nghề, thì tất cả những cái làng nghề đó tụi em cũng làm sao mà đi kết nối để mà tạo ra một cái làng. Ví dụ như là để đến với đất Rồng Đinh Gia Trang thì em cũng sẽ xin huyện các thứ để làm cái cổng gọi là làng du lịch để kết nối tất cả những cái farmstay lại với nhau và chúng ta bán chéo những cái sản phẩm đó cho nhau. Bà Rịa chúng ta cần phải có cái thay đổi nhiều, trong đó cái vai trò của lãnh đạo của địa phương định hướng và cái sự đóng góp của toàn bộ của các anh chị là những cái đơn vị mà cung ứng dịch vụ ở tại địa phương. Chúng ta cần có phải có nhiều cái sản phẩm mới, cái nét mới
để làm sao chúng ta thu hút khách, và cái chất lượng dịch vụ chúng ta cũng phải cải thiện trong cái nhìn nhận của khách hàng. Tại bây giờ người Việt chúng ta đi du lịch rất là nhiều, cho nên bây giờ cái thưởng thức, cái hưởng thụ của họ nó đã nâng lên cái tầm rồi, chứ không phải là những cái trải nghiệm mà nó thấp nữa. Cho nên là chúng ta cũng phải thay đổi để làm sao chúng ta phục vụ khách nó được nhiều hơn và tốt hơn và giữ chân được khách nhiều hơn. Vũng Tàu thì đến Bạch Dinh, đến bảo tàng vũ khí, thì cái đơn vị của em cũng là một cái đơn vị mà du lịch văn hóa, và đa phần thì bọn em là trưng bày cái gốm sứ của người dân Nam Bộ ngày xưa. Thì ở đây em muốn nói là có những cái mà du lịch ở trong tỉnh á, cái góc nhìn của em á, thì cần có những cái sản phẩm để mà cung ứng, để mà khách họ có cái trải nghiệm mới hơn ngoài cái biển, văn hóa của người Nam Bộ. Thế thì trong cái quá trình mà phát triển, rất mong sự cảm hưởng, sự quan tâm của lãnh đạo từ địa phương đến tỉnh. Ghi nhận ý kiến từ các đại biểu tham dự hội nghị, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ có kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tất cả vì mục tiêu chung, đưa bức tranh du lịch của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng ổn định trong mùa thấp điểm đang cận kề. Chúng tôi phải nói là đón nhận ở những cái điều mà các anh chị đóng góp cho cái vấn đề mà làm sao mà tập trung vào, thứ nhất là ví dụ như để làm sao mà khách giữ lại, lưu trú lại, ở lại dài ngày chúng ta, thì có thể là phát triển sản phẩm mới, rồi làm mới những sản phẩm cũ, rồi là coi như là có những công tác về truyền thông, công tác về kết nối, công tác về kích cầu, một loạt những công tác đó. Thì với vai trò là chủ tịch hội du lịch cũng như là tập thể của ban chấp hành của chúng tôi cũng đã định hướng cái mục tiêu của 6 tháng cuối năm 2021 như thế nào. Ngoài cái việc mà 6 tháng đầu năm chúng tôi đã cho triển khai là tập trung vào cái phát triển coi như giới thiệu, quảng bá, kết nối ở cái tỉnh Tây Bắc rồi, thì 6 tháng cuối năm chúng tôi đang định hướng tiếp tục là phát triển ở cái, phải nói là cái vùng, cái nơi mà coi như là có những khách hàng truyền thống đến mà điện tàu, đó là vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thì chúng tôi đợt này chúng tôi đã triển khai cái 6 tháng là cuối năm 2024 là bằng cái việc là cũng tổ chức, cũng xúc tiến, cũng kết nối, nhưng mà cùng với cả các hiệp hội vùng Đông Nam Bộ và tổ chức là ở một trong những cái điểm phải nói là du lịch tại các tỉnh Đông Nam Bộ sắp tới đây, ở Tây Nam Bộ sắp tới đây, và mời tất cả các đơn vị lữ hành ở các tỉnh về để mà cùng nhau tổ chức những cái buổi mà hội nghị, buổi trao đổi, kết nối B2B chẳng hạn. Chia sẻ và có thể là có những cái chính sách mà coi như là rất rõ ràng, rất cụ thể. Thiết nghĩ trong điều kiện Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực cạnh tranh với các tỉnh thành lân cận trong khu vực để thu hút khách, thì các đơn vị kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, lữ hành, các khu điểm du lịch cần cam kết tham gia có trách nhiệm, thực chất hơn vào chương trình kích cầu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Trước hết là thực hiện giảm giá, không giảm chất lượng, tạo tiền đề để xây dựng sản phẩm du lịch Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng hấp dẫn, chuyên nghiệp. Mặt khác, các cơ quan địa phương trong tỉnh cần chung tay đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá chương trình kích cầu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Các địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh như thành phố Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc cần tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch ẩm thực, thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển du lịch của địa phương, của tỉnh. Quý vị thân mến, tin tưởng rằng với những giải pháp trước mắt và lâu dài, bức tranh kinh tế du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu những tháng cuối năm và những năm tiếp theo sẽ có thật nhiều điểm sáng. Chương trình du lịch 24/7 kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kỳ sau.